100 xe vận tải chở hàng viện trợ nhân đạo chuẩn bị đến các vùng bị bao vây tại Syria, tin từ Damascus, Syria. Đặc phái viên đặc trách hòa bình tại Syria của Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura cho hay, một khối lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo sẽ được đưa đến các vùng đang bị các phe lâm chiến bao vây trong ngày hôm nay. Ông Staffan de Mistura nhấn mạnh như trên, tại cuộc họp có sự tham dự của ông Walid al-Mualem, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng của Syria. Ông Mistura cho rằng, vấn đề khẩn cấp là cần phải bảo đảm viện trợ nhân đạo được giao tận tay người dân đang khốn khổ vì cuộc chiến tranh tàn phá khắp đất nước này. Ông Mistura cũng thêm rằng, trách nhiệm của tổ chức quốc tế là đáp ứng đòi hỏi của người dân Syria, chứ không phải vì áp lực từ các cuộc thương lượng hòa bình. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc cũng thúc giục chính phủ Syria giữ vai trò giám sát lúc Liên Hiệp Quốc giao hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria. Theo Hội đồng Thập tự Syria, thì hôm nay có ít nhất là 100 chiếc xe vận tải chở hàng viện trợ nhân đạo chuẩn bị xuất phát tại Damascus để đến các địa điểm đang bị các phe lâm chiến bao vây như Madaya, Zabadani, Mudamiya Laal, gần Damascus, làng Al-Fua và Kefaya của tỉnh Idlib. Số hàng viện trợ này gồm thực phẩm, gạo năng lượng và bột mì. Hội đồng Thập tự Syria phối hợp với Liên Hiệp Quốc thực hiện sứ mệnh chuyển giao viện trợ đến tay người dân.